Rồi, ủa em ơi, chiếc xe này màu gì vậy em? Chiếc xe này màu cam. Màu cam á hả? Dạ. Ủa sao anh thấy chiếc xe này màu trắng mà em? Đâu ạ? Anh thấy chiếc xe này toàn màu trắng không ạ, không có thấy màu cam. Em thử hỏi mọi người xem, mọi người trên kênh của anh chắc chắn thấy chiếc xe này màu trắng không phải màu cam đâu nha các bạn. Đúng không? Mà. Không, đây chiếc xe này màu trắng. Đảm bảo luôn. Tí em hỏi các bạn ở trên kênh YouTube của mình cũng như là trên TikTok có thể bình luận nha. Rõ ràng mình thấy chiếc xe này là màu trắng mà em cứ bảo là chiếc xe này là màu cam không à? Đúng